đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới. Có lẽ câu slogan quen thuộc của chương trình đang gây sốt hiện nay là anh trai vượt ngàn chông gai cũng không đủ để mô tả về tuần lễ tuyệt vời vừa qua của GOAT Lionel Messi. Đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy, bay phấp phới đấy. Anh trai vượt ngàn kỷ lục, Messi xứng đáng được gọi như thế. Đã có bao nhiêu cầu thủ trong lịch sử có thể lập hai cú hat-trick liên tiếp chỉ trong một tuần? Chỉ có Messi với tài năng phi phàm của một vị á thần mới có thể làm được như thế. Không một cá thể được coi là con người nào, dù xuất sắc và vượt trội đến đâu, có thể tạo ra một kỷ lục tuyệt tác nghìn năm có một như vậy. Mọi lời khen dành cho Messi đều chưa đủ để nhận thức tầm vóc thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn của anh. Chỉ trong một tuần, Liêu khiến cánh báo chí tốn hết giấy mực để lên bài về anh, đặt anh ở vị trí trang trọng nhất ngay trên trang bìa. Hai cú hat-trick cùng với 3 kiến tạo và một danh hiệu độc nhất trong lịch sử. Cầu thủ thành công nhất mọi thời đại. Một tuần sung sướng không thể xiết của những ai may mắn là fan của Messi. Nhưng cũng là một tuần đầy nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các anti-fan của Leo và với một đối thủ gần như đã dành cả đời để cố gắng chứng minh mình vĩ đại hơn anh. Nhưng có lẽ anh ta chỉ mãi ngậm ngùi với danh hiệu à nổi là phó GOAT mà thôi. Trước khi tiếp tục với bài phân tích ngày hôm nay, xin quý vị khán giả đừng quên để lại cho kênh một like, một subscribe và có thể truy cập vào trang web của Figon để theo dõi trực tiếp các giải đấu bóng đá hấp dẫn đang diễn ra nhé. Thật hiếm có cầu thủ nào vẫn đều đặn tỏa sáng tạo ra những kỷ lục ở tuổi 37 như Messi. Đôi chân quen Pulgar đang vẽ ra những nụ cười trên môi người hâm mộ. Đâu là giới hạn của Messi ư? Rất khó để tìm ra câu trả lời ở thời điểm này. Phần đông các cầu thủ đã chọn cách nghỉ hưu hoặc chuyển sang công tác huấn luyện ở tuổi 37. Thế nhưng, ở độ tuổi xưa này hiếm ấy, Pulgar vẫn đều đặn gánh vác nhiệm vụ nặng nề ở đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, như khi anh vẫn còn ở độ tuổi 20. Nếu như trong giới huấn luyện viên có Pep Guardiola luôn phá vỡ mọi giới hạn, thì trong giới cầu thủ cũng có Messi đang liên tục khiến các kỷ lục và thống kê chỉ còn là những con số vô nghĩa. Chỉ trong vòng một tuần, siêu sao người Argentina đã chiếm sóng toàn bộ các mặt báo và mạng xã hội nhờ phong độ chói sáng và những sự vinh danh mà có lẽ không cầu thủ nào có thể đạt được. Bắt đầu bằng trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ giữa Argentina và Bolivia, các nhà đương kim vô địch thế giới đã có chiến thắng 6-0 đầy ấn tượng với nhân vật chính là Lionel Messi. Siêu sao 37 tuổi có được hat-trick bàn thắng và hai pha kiến tạo. Anh góp công vào 5 trên 6 bàn thắng của Albi Celeste, khẳng định vị thế dẫn đầu tại vòng loại và xứng đáng với ngôi vị đương kim vô địch thế giới cũng như Copa America. Trên cả tuyệt vời, đó là những gì báo giới và người hâm mộ xứ Tango mô tả về Pulgar. Trong khi đó, tờ SofaScore chấm điểm 10 tuyệt đối cho siêu sao số 10. Vài ngày sau, tờ Marca đã tổ chức một buổi lễ vinh danh hoành tráng cho Messi. Anh được trao giải America Award của Marca, được người hâm mộ gọi là giải thưởng vĩ đại nhất mọi thời đại, GOAT. Đây là giải thưởng tôn vinh những đóng góp của Messi cho môn thể thao vua, khi anh là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá. Leo sở hữu 102 chức vô địch, trong đó có 46 danh hiệu tập thể. Siêu sao người Argentina chiến thắng trước các đối thủ nặng ký như Cristiano Ronaldo, Pele, Alfredo Di Stefano, Diego Maradona và Johan Cruyff. Marca nhấn mạnh rằng hành trình của Messi từ một cầu thủ trẻ tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại không chỉ là câu chuyện về tài năng mà còn là sự kiên trì, nỗ lực không ngừng và có sự cống hiến cho môn thể thao mà anh yêu thích. Tầm vóc của Messi xứng đáng với danh xưng vĩ nhân. Tôi còn có thể làm gì trong bóng đá nữa? Cảm ơn Chúa, tôi có thể nói rằng tôi đã đạt được mọi ước mơ của mình, Marca dẫn lời Messi. Tuy nhiên, Messi đã nhanh chóng nuốt lời chỉ vài ngày sau. Anh lại khiến cho làng bóng đá dậy sóng với cú hat-trick giúp Inter Miami đánh bại New England Revolution với tỷ số 6-2. Đây là hat-trick đầu tiên của Messi tại MLS kể từ khi anh chuyển đến đội bóng miền Đông nước Mỹ. Ngoài ra, Pulgar cũng đóng góp thêm một kiến tạo trong chiến thắng này. Qua đó, Inter Miami chính thức nâng cao danh hiệu vô địch Supporters Shield với kỷ lục về số điểm họ giành được trong một mùa giải. Tổng cộng, họ đã có được 74 điểm ở MLS 2024, vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về chính bại tướng New England Revolution với 73 điểm ở mùa giải 2021. Sau khi trận đấu kết thúc, Inter Miami cũng chính thức được trao danh hiệu Supporters Shield, danh hiệu được trao cho đội bóng có thành tích tốt nhất trong giai đoạn vòng bảng của MLS. Với thành tích ấn tượng này, Inter Miami đã giành được vé tham dự FIFA Club World Cup 2025. Đích thân chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã thông báo điều này. Theo xác nhận từ ông, Inter Miami sẽ là đội bóng thứ 31 góp mặt ở FIFA Club World Cup 2025 khi trở thành đội bóng vô địch Supporters Shield 2024. Chia sẻ trong buổi nâng cúp vinh danh Inter Miami, vị chủ tịch của FIFA phát biểu: "Tôi có 3 điều muốn nói với mọi người. Thứ nhất, xin chúc mừng Inter Miami đã giành được Supporters Shield. Thứ hai, đội bóng của mọi người sẽ đủ điều kiện tham dự FIFA Club World Cup 2025. Và thứ ba,
Inter Miami sẽ là đội bóng tổ chức trận khai mạc tại sân vận động Hard Rock, chừng 65.000 người hâm mộ. Bằng một cách nào đó, Messi đã biến câu lạc bộ đứng áp chót bảng xếp hạng MLS mùa giải trước trở thành nhà vô địch của mùa giải năm nay với số điểm kỷ lục. Thậm chí, chủ tịch FIFA cũng phải lặn lội đường xa đến chúc mừng. Đó là hiệu ứng vĩ đại của Gio AT. Kể từ khi xuất hiện ở Inter Miami vào mùa hè 2023, một tay Messi viết lại lịch sử của câu lạc bộ. Từ chỗ một đội bóng non trẻ vừa thành lập phải chịu phận lót đường, Inter Miami đã trở thành nhà vô địch vòng bảng MLS vĩ đại nhất lịch sử. Thậm chí, họ đang trên đường hướng đến sự thống trị tuyệt đối, có thể giành chiến thắng tại vòng playoff, tranh chức vô địch chính thức của xứ cờ hòa. Như thế này đã đủ thách thức và cạnh tranh hay chưa? Ai nói Messi đi dưỡng già? Không chọn một bến đỗ có sẵn nhiều sao số hàng tuyển chọn từ châu Âu như những câu lạc bộ ở Saudi Arabia, Messi chọn một đội bóng có phần tầm thường nhưng giờ biến nó thành một đội bóng phi thường. Chẳng như ai kia, dù ở trong một tập thể có không ít sao số, nhưng suốt gần 2 năm qua vẫn không thể mang về danh hiệu chính thức nào, luôn chịu phận kẻ về nhì và thậm chí bị đội bóng đứng thứ nhất ao chỉnh. Chừng đó là quá đủ để minh chứng đẳng cấp của ai hơn ai hay chưa? Còn nếu so sánh những bàn thắng, thử hỏi cầu thủ nào ở tuổi 37 có thể lập 2 cú hat-trick liên tiếp trong vòng 5 ngày? Ai? Không ai cả. Messi đã làm được một điều khó tin, nếu không muốn nói là bất khả thi. Nhưng thực tế không điều gì là không thể với cầu thủ được xưng tụng là bậc chí tôn vô thượng của làng túc cầu cả. Và chẳng biết đã có ai nói với bạn hay chưa, cú hat-trick của Messi ở trận đấu này được ghi vỏn vẹn trong 10 phút, từ phút thứ 78 đến phút thứ 88. Càng ngạc nhiên hơn khi Messi thậm chí không xuất phát từ đầu ở trận đấu này. Anh chỉ vào sân từ phút thứ 58. Chỉ một thoáng làm nóng cơ thể là Messi đã có thể thống trị trận đấu ở tuổi 37, tạo ra một hiệu suất đáng kinh ngạc. Trong 2 trận đấu gần nhất, một mình Leo đóng góp dấu dày vào 9 bàn thắng. Thế này thì đỉnh cao Messi vực sâu Có một thứ rõ ràng là siêu sao người Argentina đang có được sự hưng phấn cực cao, và chính điều này đã giúp anh liên tục tỏa sáng. Nên nhớ là Messi cũng chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương dài hạn gặp phải ở trận chung kết Copa America hồi tháng 7. Ở tuổi 37, Messi đã không còn quá quan tâm tới các danh hiệu hay kỷ lục. Anh đá bóng bây giờ chỉ như một niềm vui, một niềm đam mê ngây thơ và hồn nhiên nhất. Chẳng thế mà La Pulga giờ đây thường xuyên ăn mừng theo phong cách siêu anh hùng để làm hài lòng các con trai của mình. Nhưng một Messi vô tư nhất lại chính là một Messi nguy hiểm nhất. Khi không có những áp lực đè nặng lên đôi chân, anh có thể thoải mái bùng xóa hết mọi kỹ năng của mình. Để rồi chúng ta có một Messi đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới trong một tuần vừa qua. Một phiên bản Messi có lẽ đang gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các anti-fan và một ai đó mà có lẽ ai cũng biết là ai. 907 bàn thắng ư? Sợ là ai đó phải cố gắng thi đấu đến năm 41, 42 tuổi để cứu lấy ngôi vị số 1 duy nhất còn có thể. Đó là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Chứ nếu sớm giải nghệ trong thời gian tới và Messi bỗng dưng hồi xuân như thời gian qua, cột mốc 1.000 bàn thắng, có khi chưa biết ai sẽ chạm đến trước ai nữa là.